Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 37 ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thành phố, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, đại biểu Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các tập thể cá nhân được khen thưởng. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 37 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn trình bày khẳng định, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức học tập quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về đào tạo nhân lực có tay nghề cao được nâng lên. Hoạt động đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp có nhiều đổi mới, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển trong khuôn khổ pháp luật, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở. Mạng lưới quy mô cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo. Chương trình nội dung đào tạo từng bước đổi mới, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Đến nay toàn tỉnh có 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 19 cơ sở công lập và 8 cơ sở tư thục. Trong đó có 2 trường chất lượng cao là trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô và trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo luôn được quan tâm, củng cố kiện toàn đối với số lượng, đảm bảo chất lượng. Toàn tỉnh có trên 800 giáo viên, giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 100% giảng viên, giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã từng bước được đầu tư mới, phát huy hiệu quả. Cơ chế chính sách đa dạng hóa nguồn lực đào tạo từng bước được đổi mới, hoàn thiện. Công tác hợp tác, hội nhập quốc tế trong đào tạo được chủ động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực để thu hút các nguồn lực xã hội. Sự quan tâm của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đến sự phát triển giáo dục đào tạo nghề nghiệp. Sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 37, toàn tỉnh có 172.000 người được đào tạo nghề ở các trình độ. Ngoài các chính sách chung của Trung ương, tỉnh đã ban hành các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn để hỗ trợ học phí, tạo điều kiện cho học viên tham gia học nghề phù hợp với điều kiện, năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phối hợp chặt chẽ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký nhu cầu đào tạo nghề gắn với tuyển dụng, giải quyết việc làm, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại các trường cao đẳng trung cấp nghề, chất lượng đào tạo khá tốt, có nhiều ngành nghề đạt chất lượng cấp độ quốc tế, cấp độ khu vực ASEAN. Định kỳ 2-3 năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh thành lập đoàn tham dự hội giảng, hội thi, kỳ thi kỹ năng nghề cấp quốc gia, khu vực và quốc tế và đều đạt giải thưởng cao. Chỉ số về đào tạo lao động trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Ninh Bình luôn đạt thứ hạng cao. Vai trò tầm quan trọng của nguồn nhân lực có tay nghề cao ngày càng được khẳng định. Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,6%, dự kiến đến hết năm 2024 đạt 35,3%. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu những khó khăn hạn chế và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 37 trong thời gian tới, trong đó có sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, công tác tham mưu và tổ chức thực hiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển trường đại học Hoa Lư trở thành trường đại học đa ngành đạt chuẩn quốc gia, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình, khu vực đồng bằng sông Hồng và đất nước. Phát huy vai trò hội đồng trường trong chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn chất lượng quốc tế, khu vực và quốc gia. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiêu chuẩn quốc tế. Góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô của nước ta nói chung, của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đào tạo nhân lực tay nghề cao của các cấp ủy đảng chính quyền.
ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả trong thực hiện chỉ thị số 37 của Ban Bí thư đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp với các cơ sở đào tạo, với các doanh nghiệp đối với công tác giáo dục nghề nghiệp nói chung và công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao nói riêng. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực. Nhiệm vụ thứ hai đấy là đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về nhân lực có tay nghề cao để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Xác định đào tạo nhân lực có tay nghề cao là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp. Đây cũng là một nhiệm vụ giải pháp cần tập trung chỉ đạo để góp phần xây dựng Ninh Bình là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Thì đây cũng là một nhiệm vụ mà chúng ta phải xác định, phải làm thường xuyên, thường kỳ, hàng năm và theo từng giai đoạn. Tôi đề nghị là các cấp, các ngành, rồi thủ trưởng các cơ quan đơn vị đấy, cũng phải quan tâm đến nội dung này để đưa vào cái chương trình kế hoạch hàng năm đấy, của cấp ủy, của chính quyền, của cơ quan đơn vị, của các cơ sở giáo dục và của các doanh nghiệp. Thế rồi tăng cường gắn kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nghề, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề và giải quyết việc làm cho người học, có chính sách thu hút, ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhất là những ngành nghề truyền thống mang đặc trưng địa phương như gốm, chế biến thảo dược, thêu gen, đá mỹ nghệ và sản phẩm ô cốp. Nhiệm vụ thứ ba là tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của tỉnh, rà soát điều kiện của các trường cao đẳng, trung cấp, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa vào danh mục trường được lựa chọn đầu tư chất lượng cao, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt gắn với quy hoạch của các ngành lĩnh vực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, góp phần tăng quy mô số lượng lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân và nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, áp dụng hiệu quả chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy và học, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc gia, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thanh kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội đối với công tác đào tạo nghề. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, gắn với biểu dương khen thưởng, tôn vinh những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi chương trình đào tạo, phối hợp đánh giá chất lượng đào tạo và phát triển thị trường lao động. Triển khai nhân rộng đào tạo nguồn nhân lực theo chương trình chất lượng cao do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cung cấp. Phối hợp với các doanh nghiệp đưa người học đến thực tập và giới thiệu sử dụng lao động sau khi tốt nghiệp. Làm rõ một số kiến nghị đề xuất của đại biểu liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, phân luồng học sinh, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực chất lượng cao, thẩm quyền chức năng nhiệm vụ của hội đồng trường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp nghiên cứu tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Nhân dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.